Bài tập tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một trang web hiển thị danh sách sản phẩm như thế này. Thì đây chúng ta sẽ có là sản phẩm, đơn giá, ngày giảm giá và ngày. Thì ở đây nó sẽ có một số yêu cầu. Tên sản phẩm là được viết hoa, cột đơn giá là định dạng là tiền tệ, cột giảm giá là hai số lẻ và cột ngày là định dạng là ngày tháng năm. Ở đây thì các bạn chú ý, mình sẽ có một cái file JS, nó là frog. Cái này lấy từ tài nguyên của bài lab. Các bạn đào cái file frog này, lấy từ tài nguyên bài lab xuống. Sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt chương trình. Thì đầu tiên các bạn nêu ra một project. Thì trong project này nó sẽ có một cái file frog.js. Thì trong frog này nó sẽ chứa cho các bạn một cái list sản phẩm như thế này. Tiếp theo thì các bạn có một cái file là angular.min.js để các bạn là sử dụng là Angular. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó là một cái trang HTML. Ở đây mình đặt tên là bài 1. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là Tula B4. Và chúng ta bắt đầu là viết chương trình bằng Bootstrap. Trong này nó sẽ có một cái card. Ok, và chúng ta sẽ test thử chương trình. Nó như thế này. Chỗ này nó dư cái dấu đô la rồi các bạn, dấu chấm. Rồi, ok các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ style lại cái này một chút. Ở đây row thì các bạn sẽ cho nó là một cái style. Các bạn cho margin top bằng 100 pixel. Ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ thiết kế trong này nó cho nó một cái table gồm có 4 cột. Sản phẩm đơn giá giảm giá hàng ngày. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ tạo cho nó một cái TRTD. Đây thì chúng ta sẽ có là SP1, đơn giá là 1.000, giảm giá là 10%, 0.1, ngày là ngày 12 tháng 12 năm 2012. Ok các bạn. Và chúng ta sẽ chạy thử chương trình. Rồi ok đây các bạn. Có header. Ở đây chúng ta là danh sách hàng hóa.
Ok, cái này là danh sách hàng hóa. Ở đây các bạn thấy nó sẽ có một cái khoảng cách ở đây các bạn này. Cái này là do cặp body của chúng ta các bạn. Ở đây các bạn thấy như thế này đó. Thì đây các bạn xóa cái cặp body đi, có nghĩa là ở đây mình sẽ không sử dụng cái class cặp body, có nghĩa là mình sẽ không sử dụng cái CX cặp body thôi, không có sao các bạn. Thì nó sẽ chạy ngang coi như thế này. Rồi tiếp theo, ở đây thì các bạn có thể là không cần cái phần footer, ở đây nó không có phần footer. Rồi tiếp theo, tiếp theo thì chúng ta sẽ khai báo cho nó cái phần Angular. Thì là ở đây các bạn sẽ khai báo cho nó một cái Angular vào đây. Ở đây mình sử dụng là script Angular. Ở đây các bạn sẽ gọi luôn cái file product, product này .js. Xuống cái này chúng ta sẽ khai báo một cái script và app bằng Angular. Đô la scope. Đây mình sẽ đặt tên cho nó một cái list product bằng list. List này là cái list trong cái product của chúng ta, có nghĩa là cái list này nó sẽ nằm trong cái file này các bạn. Đây. Nó sẽ bằng cái list này. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ đổi dữ liệu lên trên Ansible. Thì chúng ta sẽ khai báo cho nó một cái ng app my app. Ở đây mình sẽ có một cái ng controller. My controller. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đổi dữ liệu ra. Đổi dữ liệu ra thì ở đây mình sẽ cho nó một cái entity big. Khai báo cho nó một cái tên proc in list product. Ok các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ in nó ra. Ở đây thì chúng ta sẽ có là sản phẩm, thì chúng ta sẽ có là p product product chấm chấm cái gì bạn chấm cái gì thì các bạn sẽ vào đây bằng xem. Anh đang là chấm name price discount vào đây là chấm name. Ok. Right. Disco. Chấm đây. Ở đây các bạn chú ý, ở đây có hai dấu ngoặc các bạn.
Ok, và chúng ta sẽ xem lại chương trình. Ở đây thì các bạn thấy nó đã đổi dữ liệu cho chúng ta ở đây. À, rất là nhiều dữ liệu quá. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ xem lại cái yêu cầu của bài lab. Cột sản phẩm phải định dạng là chữ in hoa. Ở đây thì mình sẽ định dạng chữ in hoa. Thì các bạn muốn định dạng chữ in hoa thì ở đây bạn sẽ cho nó là upper case. Đây là upper case. Ok. Rồi các bạn sẽ xem kết quả. Đây, nó sẽ in hoa hết tất cả các sản phẩm của bạn. Rồi. Chỗ này cái sản phẩm đơn giá này nó các bạn để lên cho nó in đậm lên một chút cho nó đẹp các bạn. Cái này mình sẽ cho nó là TH các bạn. TH. Các bạn để TH thì cho nó in đậm này. Đây. Ok chưa? Rồi tiếp theo đơn giá thì ở đây mình sẽ định dạng tiền tệ. À, định dạng tiền tệ ở đây là nó sẽ có dấu đô la phía trước các bạn. Ở đây mình sẽ có là currency. Currency. Rồi chúng ta sẽ xem kết quả. Rồi. Tiếp theo. Giảm giá định dạng với hai chữ số lẻ. Ở đây sẽ định dạng hai chữ số lẻ. Ở đây toàn bộ nó hai chữ số lẻ rồi các bạn. Cái này nó hư. Ok. À, cái này là 0.0 các bạn nhé. Nó 0.0%. Ở đây thì chúng ta sẽ định dạng hai chữ số lẻ thì mình sẽ cho nó là number. Number. 2.2 chữ số. Rồi. Hai chữ số. Tiếp theo. Định dạng tháng, ngày, năm. Thế đây mình sẽ định dạng cho nó tháng, ngày, năm. Đây. 2 chấm. Tháng mà. Mình. Đây, phải. Yeah. Ok bạn. Tháng, ngày, năm. Rồi chúng ta sẽ xem kết quả chương trình của chúng ta. Rồi, các bạn so sánh lại với cái yêu cầu thì các bạn thấy là ok. Thì đây là bài tập 1 của chúng ta. Tiếp theo, bài tập 2. Xây dựng bộ lọc định dạng. Hãy viết bộ dạ định bộ lọc có tên là percent. Cái này là phần trăm các bạn, có nghĩa là bạn sẽ xây dựng một cái bộ lọc và để đây nó cho nó là 19%. Rồi, ok các bạn, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn viết cái bài số 2. Đầu tiên thì các bạn sẽ chép cái bài số 1 thành bài số 2, sau đó các bạn sẽ bổ sung cái này vào. Chúng ta sẽ nêu cho nó là bài 2.html. Bài 2 thì các bạn sẽ copy bài 1 vào. Đây là bài 2. Ok. Và chúng ta sẽ chạy bài 2 lên. Chúng ta sẽ xóa cái bài 1 này đi. Rồi mình đang chạy bài 2 các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xây dựng cái bộ lọc. Các bạn qua bên phần phần HTML ở đây, phần CS này, chúng ta bắt đầu xây dựng cho nó một cái bộ lọc. Ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái app.filter. Đặt cho nó một tên. Percent. Bạn đặt tên gì cũng được các bạn. Nó là một function. Ở đây bạn sẽ cho nó một cái $filter.
Ok. Cái đây mình sẽ return về một cái function. Trong function này sẽ có hai tham số, một con số input và một con số là decimal. Decimal có nghĩa là hệ 10 đó các bạn. Decimal. Ở đây thì mình sẽ return về cái dollar filter. Number. Input nhân cho 100 phải decimal cộng cho dấu phần trăm phía sau. Ok. Rồi, ở đây thì các bạn thấy mình vừa sao làm xong cái bộ lọc filter của chúng ta. Đây là bộ lọc mà tạo ra cái phần trăm. Thì đây mình sẽ gọi cái là percentage decode. Rồi, cái decode của chúng ta. Decode, ở đây mình không sẽ không sử dụng cái number nữa mà mình sử dụng cái bộ lọc của chúng ta và đây percentage 2.2. Ok, và chúng ta sẽ test lại chương trình. Đây các bạn, là chương trình của chúng ta. Các bạn so lại với lại cái đây các bạn. Đây. Ok. Thì đây là kết quả của bài 2.